Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125 2020 dọn theo đúng một cách thái khoe dáng ở trên đường phố. Cái chiếc Future 125 hôm nay dọn theo chuẩn phong cách của Minh Hải với cái tông màu đi cùng bộ tem của cái đề lập quay 100i. Hãy cùng với tôi chiêm ngưỡng chiếc xe này để em ấy biến tấu những món đồ chơi nào nhé. Để giống như cái dòng lập quay 100i, các bạn đã thay cái phần trái đèn cái kiểu hai bóng như chiếc xe hôm nay, tận dụng nó khác nhiều so với trái đèn ở Việt Nam, tháo lắp như zin cùng lý dệt áo của chiếc Future của chúng ta. Cái phần tháo zin được sơn lại cho màu đen. Ngoài ra chúng ta còn phải mua thêm cái bộ mặt nạ trước để có thêm hai lỗ tiện lợi cho việc bắt cái rổ. Nói về bắt cái rổ cũng sẽ tiêu tốn 1 triệu để mua cái bộ khoác cái sắt bên trong đi cùng với cái rổ bên ngoài. Riêng cái dàn áo được sơn là cái tông màu đen kết hợp với gam màu đỏ ở phần dàn chân để tạo ra những màu bạc ở nhiều chi tiết như cuộc trước, cái cắp cặt tay sau vân. Còn cái phần lốc máy thì màu đen. Cái phần dàn chân được người chủ nhấn nhá nhẹ nhàng một vài chi tiết ốc sợi vàng để tăng cái độ sáng bóng cho phần bánh căm. Chắc là cái size này nhiều anh em rất thích cho những dòng như fuel, quay, rim. Còn cái niềng theo mình thấy nó rất là thẩm mỹ trong từng chi tiết. Người chủ lựa chọn thì đến từ Excel, cái gam màu đen chữ vàng. Cuối cùng là cái buộc sau, cái dòng Rice Boy Full Tee đen vàng. Mẫu này gần như là phiên bản cao cấp nhất dành cho quay, Future và rim, vì nó có tới 3 chế độ tăng chỉnh, tặng kèm theo cái lò xo phụ nữa, rất là tiện lợi vô cùng. Cúp 105 trở nên khác biệt hơn rất nhiều với dàn đồ chơi chất. Cái sự pha trộn của hãng Honda đáng chú ý trong cái năm là 2019-2020 là cái sự nổi bật trong trình làng phiên bản là Super Cup C100 dành cho thị trường toàn cầu. Một cái điều thú vị, cái mẫu xe này đã được trang bị khá nhiều cái công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cái đẹp cổ điển. Rất nhiều tay chơi đã không ngần ngại sẵn tiền sắm cho em ấy khi một chiếc xe có mức giá cực kỳ cao với những đầu thập niên 90. Cái con xe gần như được giữ nguyên toàn bộ thiết kế cơ bản bên ngoài của một cái dòng cúp hiện đại. Nói đến đây, nhìn tổng thể chiếc xe cực kỳ đẹp mắt với những họa tiết đường cong được hãng Honda rất kỹ tính để làm nên một cái siêu phẩm gửi đến người tiêu dùng toàn cầu. Phần yên sau đi cùng các chân được mua riêng và bắt thêm vào. Tay thắng tận dụng hiện đến từ CRC phiên bản là 4-link, tích hợp thêm nhiều cái chú ốc titan tạo điểm nhấn. Cái dàn chân trước cũng khá nổi bật ở dầu heo xám tấm đầu kết nối vào con heo dầu của Rainbow Bliss 2 biến xứng đi cùng bộ đi thắng của Krakatex được bắt vào cái đùm trước thông qua vài ốc inox và đình tư. Riêng cái bộ lốc máy cũng được trang bị bằng cái bộ ốp lốc đồ chơi cũng khá nổi bật. Chi tiết của bộ cũng được hai chất liệu titan để tạo hình bầu hơi nhìn cũng khá nhìn mắt. Riêng cái phần càn thắng sau thì đến từ của Takawa, hàng của Nhật Bản, tuy nhỏ bé nhưng mức giá cực cao. Phía sau chính là một cái dòng phục Nitin thiết kế cái phần chân dành riêng cho cái dòng lật cúp C5, sử dụng đơn giản trong việc tháo lắp đúng kỹ thuật mà không cần chế cháo một chi tiết nào hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like và subscribe.